Cảm ơn tất cả các anh chị đến với chương trình AATV ngày hôm nay với chủ đề giải đáp thắc mắc và chốt hạ hợp đồng cùng sản phẩm bảo hiểm trọn vẹn cân bằng. Và hôm nay Huyền Linh rất vinh dự khi là MC dẫn chương trình AATV cùng với các anh chị tư vấn viên rất đặc biệt của công ty AA. Thưa các anh chị thân mến, trong khoảng thời gian đợt dịch Covid vừa qua thì có lẽ là có rất nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của chúng ta, đúng không các anh chị? Nhưng Huyền Linh rất là vui khi các anh chị vẫn luôn giữ được sức khỏe, sự năng động cũng như là tiến độ công việc và tinh thần trách nhiệm của mình với khách hàng. Minh chứng đó là ngày hôm nay các anh chị đã cùng hội tụ trên sóng AATV ngày hôm nay để cùng lắng nghe những giải đáp, những thắc mắc liên quan đến sản phẩm bảo hiểm trọn vẹn cân bằng và lắng nghe những người đã rất là thành công chốt hạ hợp đồng trong vòng 30 ngày đầu tiên với số lượng hợp đồng khá là nhiều. Vậy họ là ai? Mặc dù trong khoảng thời gian trong đợt dịch Covid họ không thể đi gặp gỡ khách hàng trực tiếp, không gỡ khách hàng thường xuyên được, nhưng họ vẫn có thể chốt hợp đồng cùng với sản phẩm mới này. Vậy họ là ai đây nhỉ? Các anh chị hãy cùng chờ đón xem hai nhân vật khách mời của chúng ta, họ là ai nhé? Gương mặt đầu tiên mà Huyền Linh muốn giới thiệu đến các anh chị trong chương trình ngày hôm nay đó là một gương mặt rất quen thuộc. Đó chính là chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm với 7 hợp đồng sản phẩm bảo hiểm trọn vẹn cân bằng trong tháng đầu tiên ra mắt sản phẩm mới. Với danh hiệu là 11 năm liền đạt danh hiệu MDRT COT năm 2012, chị là đại sứ MDRT 3 năm liền năm 2019, 2020, 2021. Năm 2019 được chứng nhận chủ tịch MDRT AA Việt Nam từ tập đoàn AA châu Á và chị cũng là đại sứ tư vấn công nghệ. Và nhân vật thứ hai trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung đến từ miền Hà Nội với 8 hợp đồng sản phẩm bảo hiểm trọn vẹn cân bằng trong 30 ngày đầu tiên ra mắt sản phẩm mới. Hiện tại chị Nhung đang là tư vấn ngoại hạng 4 sao của quý 3 năm 2021, tư vấn ngoại hạng 5 sao quý 1 và quý 2 năm 2021. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón hai vị khách mời của chúng ta nhé các anh chị. Xin chào Huyền Linh, xin chào toàn thể các anh chị đồng nghiệp thân thương trên toàn quốc. Tên đầy đủ của Diễm là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Diễm đang làm việc tại miền Hồ Chí Minh. Hôm nay Diễm rất vui khi được tham dự buổi tọa đàm UL4 cùng toàn thể các anh chị ạ. Xin chào Huyền Linh. Xin lời đầu tiên, Nhung xin gửi đến lời chào nồng nhiệt nhất đến tất cả các anh chị em tư vấn viên trên mọi miền Tổ quốc. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, đến từ miền Hà Nội. Hôm nay rất vui được giao lưu với tất cả các anh chị em đồng nghiệp ạ. Thưa các chị tư vấn viên, trước khi bước vào khai thác từng nội dung của chương trình ngày hôm nay thì Huyền Linh sẽ có một câu hỏi đố chữ dành cho các anh chị nha. Các anh chị lắng nghe thật kỹ nha. Đây là một cụm từ gồm 5 chữ cái, thường được nhắc đến rất nhiều trong từng gia đình trong đợt dịch Covid vừa qua. Và cụm từ này có nghĩa là một cái hành động thu gom tích trữ để phòng khi cần sẽ có để dùng ngay. Các anh chị nào đoán ra được không ạ? Chị Diễm. Để chị Diễm thử đoán nha. Dự trữ nhu yếu phẩm. Dự trữ nhu yếu phẩm được 5 cụm từ, nhưng mà em nói chỉ có 5 chữ cái thôi chị. 5 chữ cái thôi, em cần ngắn hơn nữa, gần đúng rồi và em cần ngắn hơn nữa. Hình như Nhung. Nhung xin đưa ra đáp án với. Dạ. Rồi đáp án của Nhung là gì? Cụm từ này là dự trữ. Dạ đúng rồi ạ. Đáp án của chúng ta là dự trữ. Vậy có lẽ là cái phần quà của chương trình ngày hôm nay là chúng ta sẽ chia đôi. Tại vì người đầu tiên có mỗi cụm từ xuất phát đầu tiên đó là chị Diễm và anh Nhung sẽ gọt lại, nên phần quà của chúng ta sẽ chia đôi cho hai vị khách mời ha. Ok, cảm ơn. Thưa các anh chị, cảm ơn Nhung, cảm ơn chị Diễm đã cho một cái câu trả lời rất là chính xác, đó là dự trữ. Và chắc anh chị cũng đồng ý với Linh là sâu thẳm trong mỗi gia đình của người Việt của mình đó, thì vốn dĩ họ đã có ý thức về việc dự trữ này từ cái thời xa xưa rồi, đúng không? Ông bà cha mẹ của mình lúc nào cũng dự trữ sẵn mắm muối gạo khi cần. Và đặc biệt trong cái đợt dịch Covid từ năm ngoái cho đến nay thì cái việc dự trữ nhu yếu phẩm này càng là điều mà ai cũng nghĩ đến cho gia đình mình. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra là dự trữ nhu yếu phẩm thì có đó, nhưng dự trữ tài chính cho tương lai, học vấn, hưu trí, y tế thì đã có nhiều người ý thức
về việc dự trữ thiết yếu này hay chưa. Nên Linh nghĩ rằng là việc dự trữ tài chính cho tương lai là một trong những điều mà qua cái mùa dịch Covid lần này á, thì người người nhà nhà sẽ càng có ý thức sâu hơn, và từ đó thì công việc tư vấn bảo hiểm của chúng ta sẽ ngày càng được khẳng định để hỗ trợ cho khách hàng, đúng không các anh chị? Và một điều cũng được minh chứng rất là rõ trong thời gian vừa qua, đó là sản phẩm bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng đã ra đời và giúp tư vấn viên của chúng ta có thêm câu chuyện, cộng thêm là có thêm công cụ để đến gặp gỡ khách hàng. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó cũng phát sinh khá là nhiều câu hỏi thắc mắc cần được đặt ra, như là với cái sản phẩm bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng này thì cái thời điểm hoàn vốn xa hơn, dài hơn, vậy làm sao để chúng ta có thể thuyết phục được khách hàng tham gia trong khi cái khoảng thời gian để họ đáo hạn hợp đồng nhận tiền thì khá là xa. Câu hỏi thứ hai đó là có khá nhiều anh chị tư vấn viên e ngại rằng là làm sao có thể kèm thêm sản phẩm bổ sung tốt nhất, nhiều nhất cho khách hàng và chiếm tổng phí của sản phẩm bổ sung là 15% so với tổng phí đóng để tối ưu hóa hoa hồng đại lý của mình. Trong khi đó thì thời điểm hoàn vốn của sản phẩm chính lại khá xa, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì Linh cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi với cái sản phẩm ILB và sản phẩm UL4 mới này, thì theo các anh chị thì chúng ta nên tư vấn sản phẩm nào cho khách hàng là tốt nhất? Và bên cạnh đó Linh cũng muốn được hỏi thêm các anh chị là thường mình đi gặp khách hàng như vậy, đặc biệt khi tư vấn sản phẩm bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng này nè, khách hàng thường hay có những câu hỏi thắc mắc nào khó mà các anh chị nghĩ rằng là các anh chị muốn chia sẻ cùng với những người đồng nghiệp của mình, thì các anh chị có thể chia sẻ luôn trong chương trình ngày hôm nay được không ạ? Và thưa các anh chị, với 4 cái nội dung này thì Huyền Linh tin rằng sẽ rất là hấp dẫn và nhiều câu chuyện để chúng ta chia sẻ rất là bổ ích, và hứa hẹn nhiều điều thú vị trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay ha. Thưa các anh chị, một câu hỏi được đặt ra mà Linh nghĩ rằng không chỉ là khách hàng đâu mà là các anh chị, chính bản thân các anh chị đại lý cũng rất là băn khoăn điều này, là với sản phẩm bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng thì thời điểm hoàn vốn xa hơn, như vậy là làm sao để chúng ta có thể thuyết phục được khách hàng tham gia cùng với chúng ta. Và câu hỏi này Linh nghĩ là các anh chị đôi khi cũng đã tự hỏi bản thân mình trước khi mình đi gặp khách hàng rồi, đúng không ạ? Không biết là một người nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm như chị Diễm, thì chị Diễm gặp phải cái điều này đầu tiên chị Diễm có nghĩ gì không, và khách hàng của chị Diễm có đặt câu hỏi này cho chị không? Thì các anh chị đồng nghiệp thân mến, cũng như tất cả các anh chị, khi mà mình đến để gặp khách hàng thì đối với quyền lợi bảo hiểm thì có rất nhiều câu từ chối, và cũng có rất nhiều lời khách hàng nói rằng thời điểm hoàn vốn lâu quá, ngắn quá, đúng không ạ? Thì cũng như những khách hàng cũng có thể đồng tình với Diễm rằng thời gian hoàn vốn lâu đồng nghĩa với việc sẽ được bảo vệ, được IA song hành với mình dài lâu hơn, mình sẽ an tâm hơn trong cuộc sống. Giống như trước đại dịch ở Hồ Chí Minh rất lớn như hiện nay, thì khách hàng của chúng ta đâu đó cũng hiểu rõ về ý nghĩa và quyền lợi bảo hiểm, và xóa đi những cái nỗi lo là bảo hiểm sao lâu quá, dài quá, đúng không ạ? Và cũng như trải nghiệm những khách hàng nhiều năm của Diễm, 10 năm, 15 năm, thì khách hàng nhận được cái quyền lợi bảo hiểm, có những khách hàng muốn mua thêm thì lại không mua được nữa vì quá 65 tuổi, hay hoặc là có những khách hàng của Diễm trong độ tuổi 65 nhưng chẳng may có những cái căn bệnh hiểm nghèo, hay hoặc là có những căn bệnh nền ở trong người, thì AAA mình lại có những cái đặc thù, hay hoặc là có những công ty bạn cũng thế, đó là sẽ loại trừ hoặc tăng chi phí rủi ro, hoặc có thể nặng quá có thể đi đến là từ chối hẳn luôn, và khách hàng sẽ mất cơ hội tham gia được bảo hiểm. Do đó khách hàng cũng rất là hài lòng khi được song hành, người bạn song hành đó là bảo hiểm nhân thọ của AA, đó là quyền lợi UL4 Trọn Vẹn Cân Bằng của mình, đúng không ạ? Khi mà nghe chị Diễm nói như vậy thì làm Linh nhớ đến một cái câu nói là đúng là bảo hiểm là cái sản phẩm là có thể tham gia khi mà chúng ta chưa cần, còn khi mà chúng ta cần rồi thì không thể tham gia bằng mọi giá, bằng mọi cách, đúng không chị Diễm? Đúng rồi Linh.
Dạ, cảm ơn chị Diễm ạ. Thế còn Nhung, theo quan điểm của Nhung thì như thế nào nếu một hợp đồng dài như vậy, ngoài cái việc mà mình giải thích cho khách hàng là dài như thế thì khách hàng đang được bảo vệ rất dài, đang được công ty đồng hành rất là lâu dài, thì Nhung còn có một cái ý tưởng nào thêm để giúp khách hàng mình được khẳng định thêm là họ đang tham gia dài là đang có lợi cho họ được không ạ? Nhung cũng rất là chia sẻ với cả ý kiến vừa rồi của chị Diễm đấy. Nhung muốn bổ sung thêm một chút, đó là ngoài cái phần mà quyền lợi bảo vệ lâu dài đúng không ạ của UL4, thì xét về mặt tích lũy thì khách hàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm ạ. Bởi vì sao ạ? Trong suốt cái khoảng thời gian đóng tham gia hợp đồng dài lâu đó thì khách hàng sẽ nhận được thêm cái khoản tiền thưởng đúng không ạ, cho cái phần duy trì hợp đồng của khách hàng hàng năm và tăng dần đều liên tục chi trả hàng năm. Như mọi người đều biết đấy ạ, khách hàng càng tham gia dài thì là thời gian bảo vệ càng dài lâu và càng yên tâm hơn, và cái dòng tiền tích lũy cũng được tốt hơn với cả cái khoản thưởng duy trì hợp đồng đều đặn này đấy chứ ạ. Đúng không ạ? Thì Nhung thấy là rất là tốt cho khách hàng đấy chứ ạ. Dạ, cảm ơn Nhung ạ. Khi mà Linh nghe chị Diễm với lại Nhung trả lời như thế này, nếu Linh đang đặt mình là người khách hàng thì Linh càng thấy an tâm, tại vì vừa được bảo vệ dài lâu ha, vừa được bảo vệ cao, mà trong suốt khoảng thời gian dài như vậy thì Linh vẫn hoàn toàn nhận được những cái khoản tích lũy, tiết kiệm và thậm chí là cái khoản thưởng duy trì mà như Nhung nói là đã được thưởng sớm bắt đầu từ năm thứ năm và duy trì tăng dần đều đúng không ạ? Như vậy thì chắc chắn rằng là Linh nghĩ với cái câu trả lời này thì các anh chị tư vấn viên cũng hoàn toàn yên tâm và các anh chị có thể giải đáp thắc mắc này cho khách hàng của mình rồi đúng không ạ?